Chuyển sang ghi nhận về cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vừa diễn ra. Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo, toàn tỉnh đang tích cực huy động các nguồn lực tham gia công tác tiêm phòng vaccine. Tỉnh cũng đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, hỗ trợ với những trường hợp cần trợ giúp do dịch bệnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Y tế phân bổ đợt 488.110 liều vaccine phòng dịch và các loại vaccine đã nhận là 76.670 liều. Vaccine sau khi nhận được phân bổ ngay đến các địa phương. Một số địa phương dự kiến sẽ kết thúc việc tiêm vaccine sớm trong 2 ngày tới là thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Đức Đỏ, huyện Châu Đức. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các địa phương báo cáo rõ hai nội dung: tiến độ tiêm vaccine và việc xử lý ngăn chặn tình trạng lây chéo tại các khu cách ly tập trung, nhất là ở các địa phương Vũng Tàu, Long Điền, Xuyên Mộc, Đức Đỏ, nhanh chóng có giải pháp kéo giảm số ca từ F1 chuyển thành F0 tại các khu cách ly tập trung.